Em chào bác sĩ, năm nay em 26 tuổi. Xin cho em hỏi mẹ em 47 tuổi bị ung thư vú thì liệu em có bị không ạ? Vâng, vâng. Xin mời bác sĩ. Một câu hỏi có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất nhiều người vâng. mong muốn nhận được câu trả vâng. lời. Rất phổ biến đấy đúng không ạ? Vâng ạ. À, chúng ta thấy rằng như thế này, hiện giờ ung thư vú ở Việt Nam đang là loại ung thư đứng thứ hai trong các ung thư ở phụ nữ. Và mỗi một năm à, thì cái tỷ lệ ung thư vú của người phụ nữ Việt Nam mà dẫn đến tử vong thì rất đáng buồn là còn trên 50%. À, chính vì vậy thì đây là một cái câu chuyện mà sàng lọc, phát hiện và điều trị sớm ung thư vú là không những là nhiệm vụ của các bác sĩ sản phụ khoa ở à, chúng tôi, các thầy thuốc ung thư mà đây chính là một cái công việc của cả cộng đồng. Ở à, câu hỏi của chị à, thì chúng tôi xin phép được trả lời như thế này. À, đối với ung thư vú người ta xếp làm ba nhóm phụ nữ ở trong nhóm nguy cơ cao, nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Thế thì người phụ nữ nào mà có một cái gia một cái thành viên gia đình thế hệ thứ nhất tức là mẹ tức là em gái tức là chị gái vân vân mà bị ung thư vú thì chị sẽ thuộc vào cái nhóm nguy cơ trung bình và chính vì vậy thì cái khả năng bị ung thư vú của chị sẽ cao hơn so với những người phụ nữ thông thường à, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng là toàn bộ các người phụ nữ của chúng ta thì trong cuộc đời có một cái nguy cơ mắc ung thư vú với cái tỷ lệ đến tận phần trăm một tỷ lệ rất là cao. ạ à, Tuy nhiên thì nếu như mà trong nhóm nguy cơ thấp thì sẽ nguy cơ thấp hơn, nguy cơ cao nguy cơ cao hơn. Còn nhóm nguy cơ trung bình thì tỷ lệ nó sẽ rơi vào khoảng độ hơn 15%. À, chính vì vậy thì nguy cơ của chị cao hơn so với đa số phụ nữ. Và vì vậy thì chị thuộc nhóm là phải tham gia cái việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú. Uh, và tí nữa chúng ta sẽ nói đến những cái việc mà sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú như thế nào vâng. nhưng nguy cơ của chị cao hơn và rất mong là chị tham gia sớm vào cái việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú dạ vâng. vâng bác sĩ ơi bị ung thư vú không được ăn những loại thực phẩm nào có phải bị ung thư vú là không được ăn các sản phẩm từ đậu nành không ạ vâng ung uh, thư vú thì người ta thấy rằng một cái sự liên quan đến chế ăn thì nó không rõ ràng lắm uh, tuy nhiên uh, thì có một cái ghi nhận đó là những người phụ nữ mà bị ăn nhiều những cái mỡ động vật, đặc biệt là mỡ bò, trong Việt Nam chúng ta thì ít những người phương Tây thì họ ăn nhiều hơn. Và những người bị béo phì, béo phì thì thường là do ăn nhiều cái khẩu phần ăn có nhiều mỡ động vật thôi sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. À, đấy là cái cái khẩu phần nó có tác động như vậy. Cái thứ hai là đậu nành. Chúng ta biết là đậu nành trong thành phần của nó nó có những cái chất mà nó có thể chuyển hóa thành một cái dạng mà chúng ta thường gọi đó là estrogen tự nhiên estrogen xem thực vật đúng không ạ? thế thì chưa có một cái nghiên cứu nào ghi nhận cái sự tăng nguy cơ của những người ăn nhiều sản phẩm đậu này à, đối với ung thư vú à, chính vì vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể ăn uh, với một cái mức độ bình thường như những người khác mà không sợ làm tăng nguy cơ ung thư vú